Thưa quý vị và các bạn, là những người thường xuyên có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, nên công tác phòng dịch tại bộ phận một cửa các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Bàn vẫn được thực hiện nghiêm túc, không lơ là, mất cảnh giác. 8 giờ sáng, bộ phận một cửa thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn có một số lượng lớn người dân chờ đợi đến lượt để giải quyết thủ tục hành chính. Dù vậy, do được làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Việc thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách là quy định bắt buộc. Hôm nay tôi đến làm một cái hồ sơ gia hạn học bổng cho con. Em vào đây thì các cán bộ đã để sát khuẩn và đeo khẩu trang. Mình cũng thấy an tâm để vào giao dịch. Là trung tâm kinh tế xã hội của huyện Văn Bàn, nên thị trấn Khánh Yên đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở theo đúng quy định. Đặc biệt, tại bộ phận một cửa, việc phòng chống dịch càng được quan tâm hơn do đặc thù đây là khu vực thường xuyên có nhân dân đến giao dịch hành chính công. Các công cụ phòng dịch như nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang được trang bị đảm bảo. Tuyên truyền về cái dịch vụ công để người dân nắm được ở mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt là sử dụng dịch vụ công để thực hiện cái thủ tục hành chính trên một cửa. Và công chức thì cũng đã đảm bảo được cái việc mà phòng chống dịch bệnh. Từ đó thì đã nêu cao được cái tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch tại bộ phận một cửa nói riêng và trên địa bàn thị trấn nói chung. Để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh cũng như giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là ở những nơi đông người, thực hiện nhiều giao dịch phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Trong cái điều kiện phòng chống dịch thì Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo tuyên truyền để người dân và cán bộ, hệ thống cán bộ công chức là thực hiện tốt được cái chủ trương, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID, nhưng mà trên tinh thần là vẫn phải đảm bảo cái phục vụ cái nhu cầu và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, tăng cường cái hình thức trực tuyến online để làm sao mà người dân được giải quyết kịp thời cái thủ tục một cách thuận lợi nhất. Với sự chủ động, không lơ là trong công tác phòng chống dịch tại bộ phận một cửa các cấp của huyện đã góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.